Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 13 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 13. Ném đá giấu tay. Đôi mắt An Quốc Công đột nhiên mở to, quang mang lập lòe. Hí Thiên Đại Nhân thực đúng là anh tài ngút trời. Người đã quá khen, ta cũng chỉ hiểu sơ sơ một hai mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt ngược lại ăn nói cực kỳ khiêm tốn. Nàng vẫn còn chưa thông suốt hoàn toàn cách luyện dược ở thời đại này, quả thực chỉ là hiểu sơ sơ. An Quốc Công lại cho rằng nàng vẫn đang khiêm tốn. Thực lực của Hí Thiên Đại Nhân bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến rồi, tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Luyện dược thuật đều đặc biệt thâm sâu khó hiểu, chỉ cần tiếp thu được vài phần cũng đã là giỏi lắm rồi. Hai cha con liếc mắt trao đổi với nhau. Bình thường bọn họ đã quen cấu kết với nhau làm điều xấu, bởi vậy đương nhiên biết lúc này nên làm thế nào. An Quốc Công bước đến một hàng tranh chữ, cũng không biết hắn chạm vào chỗ nào. Vách tường phía sau hàng tranh chữ này liền tách về hai bên, lộ ra một khoảng không gian rất lớn. Tiết Triệt mang theo một cái đèn lồng, nói với Hoàng Bắc Nguyệt: "Hí Thiên Đại Nhân, bên trong là nơi cất giữ đám dược đỉnh quý giá nhất của An Quốc Công phủ chúng ta. Xin mời ngài hãy vào trong để nhìn." Dưới đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt bất động thành sắc, đánh giá địa đạo này. Cái tên An Quốc Công này thực sự rất béo, thân hình to lớn che hết phía trước, mà vóc người nàng lại thuộc dạng nhỏ nhắn. Bà nãy thực sự là không thấy được hắn làm cái gì ở chỗ cơ quan. Tuy nhiên chỉ cần biết cửa ngầm ở đâu vậy là đủ rồi. Nàng đi theo phía sau Tiết Triệt, đi vào trong cửa ngầm. Địa hình nơi này nghiêng sâu xuống phía dưới, mới đầu đường đi vẫn còn tương đối chật hẹp, nhưng mà đi nhanh một cái, thông đạo đã rộng rãi thông suốt hơn rất nhiều. Nàng đoán rằng phía bên trong chắc chắn là đào thành một khoảng không ngầm, xây dựng bên trong là một tàng bảo các. Phụ tử An Quốc Công quả thực rất tự tin đối với hệ thống an toàn của tòa tàng bảo các dưới mặt đất này. Lại dám mang theo nàng vào trong đó nữa chứ, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cũng phải thôi, bọn hắn muốn mượn sức của nàng cơ mà. Bên trong tàng bảo các, vách tường tứ phía được đào giống thành rất nhiều những ô nhỏ, trong đó ẩn chứa vô số trân bảo. Mà ở chính giữa phòng là một cái bệ đá được làm bằng bạch ngọc chậm rãi tỏa ra nguyên khí màu lam nhạt tứ phía. Bên trên đài ngọc có dòng nước trong suốt lóc ra, tản ra xung quanh, ánh lên một sắc vàng. An Quốc Công lại tuét miệng cười, quay người lấy ra được dược đỉnh ánh lên sắc tím. Dược đỉnh này chắc chắn thuộc hàng cực phẩm, vật liệu mang màu tím vốn cực kỳ quý hiếm. Trên thị trường, chỉ cần một khối tử thạch nhỏ thôi cũng có thể bán được cái giá trên trời rồi. Dược đỉnh này tên là Tử Kim Lô. Nó được luyện từ 66 viên tử kim thạch, thế gian khó tìm. Lão Phu với Hí Thiên Đại Nhân mới gặp mặt nhau mà như đã quen thân lắm rồi. Và lại lần trước, Đại Nhân lại còn giúp thuần hóa đầu hồng thù kia cho Triệt Nhi. Cái tử kim lô này xem như cũng là một chút tâm ý của Lão Phu tặng cho Hí Thiên Đại Nhân vậy. Tử kim lô, đây chính là một loại dược đỉnh vô cùng quý giá. Dùng 66 viên tử kim thạch mới có thể luyện thành. Tính riêng ra tài liệu thôi đã cực kỳ quý giá rồi. Còn chưa kể đến luyện khí sư phải khó khăn đến mức nào mới có thể tạo ra được. An Quốc Công lần này ước chừng là dốc hết vốn liếng rồi. Vật này quý giá như vậy, tại hạ hôm nay nhận, ngày sau đương nhiên sẽ báo đáp lại cho An Quốc Công. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhận lấy, lại nhìn tỉ mỉ một chút. Nàng đã ngứa tay muốn thử luyện dược lắm rồi. Dùng cái dược đỉnh này luyện dược chắc chắn sẽ không bị tạc lô như lần trước đâu nhỉ. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, thanh ngầm của Yểm vang lên. Dược đỉnh này quả thực là không tồi. Chỉ có điều, nếu như đem so với Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh, vậy thì còn kém xa. Ngươi cứ từ từ, Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh đó, ta khẳng định sẽ có được. Phụ tử An Quốc Công thấy nàng dễ dàng nhận tử kim lô như vậy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái. Bình thường, triệu hoán sư cao cấp không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà đa số còn là có của cải tích lũy thành đống, vì vậy rất khó mà hối lộ. Trên thế gian này, chỉ cần có người có thể dùng tiền mua chuộc đều rất dễ đối phó,
chỉ sợ nhất là cái loại không hề có một chút nào hứng thú với tiền tài vật chất. An Quốc Công lại cười ha hả. Hí Thiên đại nhân đúng là người sảng khoái. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, ta đây chỉ thích kết giao bằng hữu mà thôi. Đúng rồi, là bằng hữu. An Quốc Công trong lòng ngầm hiểu, lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn Tử Kim Lô, bỗng nhiên lại ngẩng đầu a lên một tiếng. Nghe nói trong An Quốc Công phủ còn có một trí bảo đỉnh, vậy chẳng hay có thể cho ta nhìn ngắm một lần. Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh chính là bảo vật trấn phủ của An Quốc Công phủ, là một tuyệt phẩm bảo khí hiếm thấy ở trên đời. Người trong thiên hạ này đều biết, nàng cũng thực sự muốn nhìn xem Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh ở trong lời đồn rốt cuộc là như thế nào. An Quốc Công từ trước tới nay luôn lấy việc coi được Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh mà dưng dưng tự đắc, vừa muốn duy trì sự thần bí, lại vừa thỉnh thoảng để lộ ra tin tức ra ngoài để cho người ta khát khao thèm muốn. Nếu như là người khác, chắc chắn là hắn chưa chắc đã mang ra đâu. Tuy nhiên muốn xem lại là một vị Hí Thiên đại nhân cao cao tại thượng, vì vậy dễ dàng hơn nhiều. Hí Thiên đại nhân không chỉ có sức của một cửu tinh triệu hoán sư, mà còn là một vị luyện dược sư hiếm thấy nữa đó. An Quốc Công lại không hề từ chối, hết sức sảng khoái nói. Hí Thiên đại nhân nếu như đã muốn xem, vậy thì lão phu đương nhiên lại không dám khước từ rồi. Hắn đi tới trước mặt ngọc đài, bàn tay mập mạp thoáng một cái đã đưa vào bên trong dòng nước đang chảy róc rách, chậm rãi ấn xuống. Một vệt sáng màu trắng không quá chói lọi từ từ hiện ra. An Quốc Công chuyển động tay thế nào, nàng có xem cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng ghi tạc ở trong lòng. Ánh sáng tỏa ra trên mặt nước, ngay sau đó hình dáng của một cái dược đỉnh dần dần hiện rõ ra. Dược đỉnh toàn thân sáng chói, hào quang lấp lánh, bề mặt phủ một tầng vàng kim, bên trên khắc hoa văn và những đóa hoa sen lớn thẫm màu, đều là những bông hoa đang bùng cánh. Nếu như chỉ liếc nhìn thì chẳng khác nào là một đóa hoa sen đang đua nhau nở rộ, trông sinh động như thật. Dù là người đã nhìn qua biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo giống như Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dược đỉnh này, cùng với những loại dược đỉnh bình thường không hề giống nhau, đó là tuyệt phẩm bảo khí, là dược đỉnh mà tiên nhân dùng để chế thuốc trong truyền thuyết. Ở bên trong lò luyện này đúng là mang theo tiên khí. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy, nàng lại cảm giác được hắc ngọc ở phía trong y phục bỗng nhiên lại nhảy lên thình thịch. Giống như là trái tim mình nặng, lại hơi ngạc nhiên. Chính là nó. Yểm kêu lên một tiếng, trong thanh âm vẫn còn chứa đựng sự tang thương không nói nên lời. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy nó. Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh. Người lúc trước đã từng nhìn thấy nó rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biến sắc, trong lòng yên lặng hỏi Yểm. Yểm lại khẽ hừ một tiếng. Đó chính là tuyệt phẩm bảo khí do người đó tự mình chế thành. Trên cõi đời này, bảo khí có cấp bậc ngang với nó, tuyệt đối không có vượt qua 3 cái. Hoàng Bắc Nguyệt thoáng sửng sốt, Yểm lại nói. Dựa vào bản lĩnh của ngươi, đem Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh này mang đi, cũng chẳng khó khăn gì đâu nhỉ. Tất nhiên, nhưng mà bây giờ ta không có ý định mang nó đi đâu hết. Dưới đấu bồng, mắt Hoàng Bắc Nguyệt ánh lên một vẻ tính toán. Quả nhiên là bảo khí. Hoàng Bắc Nguyệt phóng khoáng, lãnh đạm, đứng cách đài ngọc một khoảng, cô không tiến sát lại nhìn ngó gì. Điều này làm cho An Quốc Công yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì, bất cứ một cao thủ nào trên đời nhìn thấy tuyệt phẩm bảo khí cỡ đó, ai mà lại không động tâm cơ chứ? Hí Thiên lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu mà lòng tham nổi lên thì muốn đỡ cũng rất khó. An Quốc Công xoay người nói. Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh này thực sự là trí bảo khí, cho dù là có dùng để luyện chế tẩy tủy đan, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn so với những lò luyện dược bình thường một phần. Cái tên mập chết tiệt này thì biết cái gì chứ? Nếu như là năm đó người kia dùng Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh này luyện chế ra tẩy tủy đan, chính là tuyệt đối thành công. Yểm lấy khinh thường nói. Hoàng Bắc Nguyệt líu lưỡi, luyện chế tẩy tủy đan có thể thành công đến 100% sao? Vậy người đó lợi hại như vậy? Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh này, nó có nhận chủ không? Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu như đúng là bảo khí này nhận chủ, vậy thì có một chút phiền toái rồi. Thông qua lấy máu nhận chủ, trừ phi chủ nhân đã chết rồi, nếu như không nó tới chỗ nào, chủ nhân đều có thể cảm ứng ra được. Hơn nữa không phải là chủ nhân cũng không thể nào sử dụng nó được. An Quốc Công cười nói, để nỗi thịt béo ở trên mặt lại dồn đống lên.
Không phải là luyện dược sư thì không thể nào khiến cho lò luyện dược này nhận chủ đâu. Gia tộc bọn ta vẫn còn chưa có xuất hiện luyện dược sư. Trong lòng hắn lại thầm âm thầm nghĩ tới, nếu như Hí Thiên Đại Nhân có thể trở thành tâm phúc của hắn, vậy thì tương lai Tịnh Liên Viêm Hỏa Định này cũng có thể để cho nàng ấy sử dụng cũng không sao. Có chí bảo khí này, hơn nữa thân phận luyện dược sư cùng với triệu hoán sư cửu tên của nàng, đối với phủ An Quốc Công tuyệt đối đúng như là hổ thêm cánh. Vẫn còn chưa nhận chủ, Hoàng Bắc Nguyệt tự thoáng yên tâm, lại nhìn qua bảo đỉnh hoàng quang lấp lánh, ý tứ không rõ nói. Vẫn còn chưa nhận chủ mà lại bị đánh cắp mất, vậy thì phải làm sao đấy? Tiết Triệt lại cười dài. Đại nhân cứ yên tâm đi, trong gian mật thất này cơ quan nặng nề, coi như là triệu hoán sư cửu tinh cũng sẽ không nhất định có thể tiến vào đâu. Cho dù là có vào được đi nữa, trên đài bạch ngọc này trong nữa cũng có bỏ thêm một chút nguyên khí cấm chế, chỉ nhận thức được hơi thở của một người là cha ta thôi. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ cân nhắc, nơi này giống như là cơ quan thất ở trong hiện đại, mang theo mật mã, tuy nhiên còn kém thiết bị công nghệ cao hiện đại, rõ ràng còn rất nhiều khuyết điểm. Như thế thì tốt. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tịnh Viêm Liên Hòa Đỉnh, sau đó nói, hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt, đa tạ An Quốc Công. An Quốc Công thu hồi Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, lau khô vết nước ở trên tay, rồi lại đi tới nói, khó có được cùng với Hí Thiên Đại Nhân hợp ý như vậy. Ta đây đã là phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta ra bên ngoài phòng khách trò chuyện trong chốc lát đi. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh, muốn trộm đồ gì của lão mập này mà không thiếu được, không thiếu được cùng với hắn giả bộ một phen chứ. Ở phủ An Quốc Công uống rượu, Hoàng Bắc Nguyệt bình thường, mặc dù hơi lạnh lùng và thản nhiên, tuy nhiên nghe lời người ta nói là vô cùng có kiên nhẫn. Cặp cha con này liên hợp lại nói cái gì, nàng cũng có thể ứng đối một đôi lời, quả thực lại khiến cho khách và chủ đều vui. An Quốc Công đối với Hí Thiền này thực sự lại càng xem càng hài lòng, thấy nàng cũng có vài phần thành ý, ở trong lòng lại càng thêm vui mừng. Bầu trời càng ngày càng tối, phủ An Quốc Công vẫn còn đang làm tang sự, Hoàng Bắc Nguyệt liền cáo từ rời đi. Trên đường, trong lòng nàng đã vạch ra một đại khái kế hoạch như thế nào để lấy đi Tịnh Liên Viêm Hỏa Định này. Tuy nhiên, cứ như vậy mà lấy ra thì không được, nàng còn muốn dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ. Không phải là tiêu ra sự đắc tội với phủ An Quốc Công sao? Vội vã tặng lễ muốn minh oan quan hệ, nàng liền để cho bọn họ kết thù càng sâu thêm mới được. Trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Mắc Nguyệt lấy ra quần áo ngày đó đặt làm tại tiệm quần áo. Hai ngày trước vừa mới lấy, vẫn còn chưa xem qua kỹ càng. Bộ quần áo này làm vô cùng tinh xảo, vải vóc màu đen, phía trên có thêu hoa chìm. Dựa theo bản vẽ của nàng mà đưa, may theo vô cùng vừa người, mặc ở trên người nhìn rất xuất. Đồng Lăng lại nhìn đến nỗi hai tròng mắt trợn tròn, ngạc nhiên lại vui mừng nói, tiểu thư, đây là quần áo của quốc gia nào? Tại sao ta lại chưa bao giờ nhìn thấy? Đó là một quốc gia xa xôi. Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý nói, không dự định giải thích gì nhiều với Đồng Lăng, dù sao thì nàng cũng không thể nào hiểu ra được. Nàng sửa sang lại quần áo rồi nói, thứ ta bảo, người đã chuẩn bị làm tốt chưa? Vâng, tốt lắm. Đồng Lăng lập tức xoay người đi đến tủ quần áo, lấy ra bọc vải nhỏ mở ra. Đây là ngọc bội tùy thân của đại thiếu gia, nghe nói chưa bao giờ rời khỏi người. Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt nhìn, cầm lấy ngọc bội kia. Khi mà nàng từ Linh Ương học viện trở về, để cho Đồng Lăng đi trộm ít đồ của Tiêu Trọng Kỳ hoặc là Tiêu Viễn Trình, tùy tiện cái gì cũng được. Không nghĩ tới Đồng Lăng thần thông như vậy, lại có thể trộm được ngọc bội tùy thân của Tiêu Trọng Kỳ. Người như thế nào mà lấy được thứ này? Thần thủ của Tiêu Trọng Kỳ kia cũng không hề yếu, chiến sĩ Bạch Ngân của đế quốc không phải là chỉ để khoe khoang đâu. Đồng Lăng đỏ mặt lên, lại nhăn nhó nói, ta vừa mới đến hậu hoa viên, lại nhìn thấy đại thiếu gia đang đùa giỡn với nhà hoàn trong phòng của Tuyết Di Nương. Bọn họ, quần áo, ngọc bội kia rơi ở trên cỏ, cho nên ta liền đã nhặt về. Dù sao thì tuổi của Đồng Lăng vẫn còn nhỏ, nhìn thấy cái loại chuyện nam nữ này vốn rất xấu hổ, nói ra lại càng ngượng ngùng, cúi đầu, mặt đỏ như là một quả cà chua. Thực ra Hoàng Bắc Nguyệt thì không sao, khi còn ở thế kỷ 21, cái loại chuyện như vậy nàng thấy nhiều lắm rồi, dù chỉ là nhìn cả quá trình hai mắt cũng không chớp một cái, chứ đừng có nói tới đỏ mặt.
Nàng thu hồi ngọc bội lại, gật đầu nói. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ khiến cho người của Tiêu gia chịu đau khổ thật lớn. Nói xong, lại lén lút ra ngoài. Đồng Đằng lo lắng nhìn nàng, tiểu thư mỗi lần lén lút đi ra ngoài, nàng đều rất lo lắng. Tuy nói thực lực hiện tại của tiểu thư đã không cần nàng phải lo lắng nữa, nhưng mà vạn lần, vạn nhất sẽ gặp phải đối thủ mạnh quá thì sao? Bóng đêm tối đen, sương mù nồng đậm, dưới màn đêm là một điểm sáng nhỏ cũng không có. Có một thân ảnh nhỏ nhắn lén lút từ phủ trưởng công chúa đi ra, giống như là quỷ mị tại ngã tư đường bí mật. Động tác nhanh chóng, lưu loát, dưới bóng đêm trường bào màu đen tinh xảo tung bay, một loại quỷ dị. Xác sơ tiêu điều, khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. Lên xuống vài lần đã đến bên ngoài thư phòng của phủ An Quốc Công, ngay cả một con mèo nhạy cảm đang nằm ở trong sân cũng không bị kinh động. Trong thư phòng còn thắp đèn, nàng lặng lẽ tiến sát lại, mơ hồ nghe được thanh âm từ trong cửa sổ truyền tới. Chúc mừng phụ thân đã đạt được một vị cao thủ như vậy, ngôi vị hoàng đế đã sắp tới trong tầm tay. Tiết Triển lại cười ha ha không một chút nào che giấu thanh âm kiêu ngạo. An Quốc Công cũng cười ha ha vài tiếng. Nghĩ không ra Hí Thiền kia lại thức thời như vậy, thật sự là trời giúp chúng ta rồi. Phụ thân, có sự trợ giúp của Hí Thiền, vậy không bằng chúng ta nên sớm diệt trừ thái tử đi. Tiết Triệt hùng hăng nói. Trong mắt An Quốc Công tình quang trượt lóe. Hắn có giống khí bảo vệ kẻ sát hại muội muội của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không có bỏ qua cho hắn. Nhưng mà hôm nay Hí Thiền vừa mới tương giao cùng với chúng ta, để cho hắn đi đối phó với thái tử, vẫn còn chưa tới cái lúc đó. Phụ thân à, phụ thân nói rất đúng, là ta đã cân nhắc không có chu toàn. Tiết Triệt lại cắn răng. Nhưng Mộng Nhi cũng không thể nào chết được vô ích như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt đó, nhất định là phải giết chết nàng ta. An Quốc Công gật đầu, đôi mắt giảo hoạt nhau lại nói. Lần trước phái Tiết Đại đi, mà rồi nhiều ngày vẫn còn chưa thấy về. Chắc lại cầm tiền mơ mơ màng màng đi thanh lâu nào rồi. Đúng là cái đồ vô dụng mà. Tiết Triệt rụt cổ, giọng căm giận nói. Cái tên không có chịu thua kém ai. Chờ ta bắt được hắn, nhất định phải làm hung hăng đánh cho một trận. Hắn lại muốn khiến cho Hoàng Bác Nguyệt phải trả một cái giá rất lớn vì đã khiến cho hắn phải chịu nhục nhã. Bởi vậy đã phái người thân thủ không tồi đến. Hèn mọn tà ác là Tiết Đại đi hành sự. Trước tiên là mất sự trong sạch của nha đầu đó, sau đó giết chết nàng. Nhưng mà làm sao mà nghĩ được đến nhiều ngày như thế rồi mà một chút tin tức của Tiết Đại cũng không có. Lần này phái thêm vài người đi đi. Nhà đầu không biết trời cao đất rộng kia cần phải giáo huấn một chút. Phái thêm vài người đừng có lưu lại chứng cứ gì cả. Chết ở trong phủ trưởng công chúa. Đừng có để liên lụy gì đến chúng ta. Vâng phụ thân, sắc trời không còn sớm nữa. Vậy hôm nay người đã rất thương tâm rồi. Hay là cứ trở về nghỉ ngơi tạm thời đi. Tiết Triệt khuyên nhủ. Mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng mà phụ thân thương yêu Mộng Nhi như vậy. Mộng Nhi vừa chết, phụ thân làm sao có thể không đau buồn. An Quốc Công lại thở dài một tiếng. Mộng Nhi đáng thương của ta. Phụ thân, đừng buồn nữa. Ta nhất định sẽ thay Mộng Nhi báo thù. Cửa thư phòng mở ra, Tiết Triệt lại dìu An Quốc Công ra ngoài. Hắn xoay người đóng cửa lại, rồi mới rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt từ chỗ tối đi ra, thân ảnh quỷ mị, quần áo màu đen, cả người hòa giữ vào trong bóng đêm. Nàng loay hoay một chút trên khóa cửa, lại lắc đầu, cầm một cây sắt nhỏ, khẽ cậy hai cây liền mở ra. Lặng lẽ đi tới trước, đóng cửa lại, dựa vào trí nhớ hôm nay nhìn thấy, nàng căn bản không cần đốt đèn là có thể hành tẩu tự nhiên trong bóng tối. Trong trí nhớ của nàng bất cứ thứ gì dù nhỏ bày biện ở đây đều sẽ lưu lại, không cần nhìn bằng hai mắt. Thì những thứ trong phòng này đều giống như hiện hiện trước mặt. Nàng đứng ở chỗ An Quốc Công đã từng đứng, trong đầu nhanh chóng tính toán độ rộng thân thể mập mạp của hắn, cũng lại cùng với độ cong mà hắn giơ cánh tay lên, tương ứng di chuyển bước chân và giơ tay của mình. Không đúng, không phải là ở trên tường. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng, mũi chân của nàng di chuyển trên sàn nhà một chút đạp đến hai cái, chính là vị trí này không sai. Nhưng mà hồi lâu cũng không có phản ứng gì dù chỉ một chút. Tỉnh táo suy nghĩ lại, dưới chân hùng hăng dùng sức dẫm lên sàn nhà. Trên vách tường vang tới thanh âm di động rất nhỏ, khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên. Một tên An Quốc Công giảo hoạt như con hổ ly rất được, lúc đó, vậy mà ngay cả nàng cũng bị hắn tính kế rồi. Người bình thường đều tưởng rằng cơ quan này ngay ở trên tường, nhất định là nơi nào đó mà hắn ấn vào,
vậy cho nên lực chú ý đều đã tập trung ở trên nửa người trên của hắn. Nhưng mà không biết được cơ quan chân chính lại đặt ngay ở dưới chân. Người bình thường dẫm vào ở trên nền nhà này đương nhiên sẽ không hề có động tĩnh gì, cho dù là một tráng hán phỏng chừng cũng sẽ không hề có động tĩnh. Nhưng mà An Quốc Công là một tên mập đến mấy trăm cân, lực đạo mà hắn dẫm xuống cùng với người thường rất khác. Quả thực, cơ quan này được bố trí rất cao minh, tuy nhiên gặp phải Hoàng Bắc Nguyệt nàng thì cao minh tới mấy thì cũng làm gì có lợi ích. Nàng là một thiên tài chỉ số siêu cao, từ nhỏ đã được huấn luyện khả năng quan sát cho nên hơn người thường gấp trăm lần. Bất cứ động tác rất nhỏ nào đều cũng sẽ không thoát ra được khỏi ánh mắt của nàng. Từ trong không gian riêng lấy ra một viên linh thạch phát sáng. Đây là một loại đá có thể phát ra ánh sáng giống như nguyệt quang trong bóng đêm, giá cả cũng không quá quý, là một đạo cụ mà đính đánh thuê rất hay dùng. Một đoạn thông đạo rất dài trong mật thất đầy rẫy những cơ quan, đi ở trên đó sẽ tác động đến cơ quan. Tuy nhiên thời điểm mà An Quốc Công tiến vào đã đóng hết các cơ quan khác lại, vậy cho nên bọn họ mới có thể bình yên đi đằng trước. Tuy nhiên, nàng cũng không dự định đóng cơ quan lại, nếu như thủ đoạn cao mình cũng sẽ không làm giống như kẻ ngu ngốc Tiêu Trọng Kỳ kia. Nghĩ tới đây, thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt đã lèn vào bên trong nhanh như tia chớp, thân thể linh động tựa như linh miêu, vù vù vài tiếng đã đi được một nửa thông đạo. Mà lúc này, cơ quan bị động chạm tới bắt đầu phát huy ra hiệu lực, bẫy dập ở trên mặt đất, bắn ra một từng cây kiếm sắc bén. Trên đỉnh rơi xuống cự thạch, còn phía trước cửa đá ngăn cản. Hết thầy cơ quan cũng đã mang theo cường đại nguyên khí, chỉ cần hơi có một chút va chạm cũng sẽ không thể nào chịu đựng được. Tuy nhiên, so với cách Tiết Triệt nói, Triệu Hoán Sư cửu tinh cũng sẽ không thể nào xông vào đây được, vẫn còn kém nhiều lắm. Chỉ cần động tác nhanh chóng một chút, hơn nữa hiểu rõ cơ quan giống như lòng bàn tay, căn bản đó không phải là việc khó. Cơ quan hiện đại công nghệ cao cũng sẽ không thể nào ngăn chặn được nàng, huống chi những thủ đoạn lạc hậu như vậy. Quá chậm. Thoải mái huýt sáo một tiếng, nàng đã an toàn thông qua thông đạo tràn ngập cơ quan, đi tới trong bên trong phòng tàng bảo. Bên trong phòng tàng bảo tỏa ra những loại ánh sáng của kỳ chân dị bảo, không cần phải quang thạch phụ trợ cũng có thể nhìn được rất rõ. Trên bàn bằng đá ngọc thạch hiện lên một ánh huỳnh quang, ánh sáng nguyên khí thản nhiên từ trong nước đó trong suốt chậm rãi phiêu nổi, ánh vào trong đôi mắt nàng rạng rỡ sinh huy. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, lấy một vài sợi tóc từ trong không gian riêng, dùng ngón tay cầm lấy, ném vào bên trong dòng nước lưu động. Hôm nay thời gian uống rượu cùng với lão gia hỏa An Quốc Công dài như vậy, cũng không phải là uống không. Trong lúc kẻ khác không nhận thấy, nàng đã sớm lấy được sợi tóc qua mang theo hơi thở của hắn. May mắn hôm nay Tiết Triệt nói, Bạch Ngọc Bàn này lại muốn có hơi thở của An Quốc Công mới có thể mở ra được. Nếu như không, nàng tùy tiện đi vào thì cũng chỉ có thể dùng bạo lực mà đem bàn đá mở ra thôi. Cái bàn thạch ngọc này cũng giống như là công nghệ ở hiện đại, dùng để nghiệm vân tay. Đường vân trong mắt, nghiệm hơi thở thì đơn giản hơn rất nhiều. Cái này lại béo như vậy, hơi thở càng dễ dàng tiết lộ đi ra. Nàng hài lòng nhìn ánh sáng long lanh lóe lên trong nước, sau đó mặt nước chậm rãi mở ra. Có một vật gì đó từ đáy nước từ từ được đưa lên. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức cảm thấy nghi hoặc. Lúc Tịnh Liên Viêm Hòa Định đi ra, không phải là ánh sáng màu hoàng kim nhẹ nhẹ sao? Hôm nay nàng đã nhìn thấy rõ ràng cơ mà. Tươi cười trên khóe môi chậm rãi biến mất, ánh sáng long lanh trong nước chiếu lên một vẻ mặt u ám. Từ trong nước dần dần dâng lên một cái khay nho nhỏ bằng ngọc, nhưng mà phía trên lại chẳng có gì hết. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đó là đã bị lão hồ ly kia lừa rồi. Nhưng mà lập tức nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. An Quốc Công giảo hoạt, nhưng mà hắn vô cùng tín nhiệm cơ quan trong phòng tàng bảo này, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc di chuyển Tịnh Liên Viêm Hỏa Định đi nơi khác đâu. Vừa nãy đi vào, gặp phải mấy thứ cơ quan, hiện tại ngẫm lại cũng rất đơn giản một chút. Chỉ là trong nháy mắt, trong đại não hiện lên vô số thông tin nhanh như chớp. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng, ở trên đá bạch ngọc đập một cái. Khốn nạn, đã có nhiều người nhanh chân tới trước rồi. Tới cùng là kẻ nào, dĩ nhiên đến cùng nàng cũng là một ngày đến trộm đồ vật. Hơn nữa, kỹ thuật vẫn là cao vậy. Đáng nghĩ tới, trong phòng bảo tàng lại chợt an tĩnh, chợt vang tới một tiếng cười trêu tức. Rất thông minh. Hoàng Mắc Nguyệt ánh mắt đông lại, động tác làm ra phản ứng nhanh hơn so với đại não, quay người lại, tấn công về phía chốc, trong góc tối phát ra thanh âm. Vạt áo màu đen từ một nơi bí mật gần đó chợt lóe, đảo mắt đã đến ngay lối vào. Xoay người,
nụ cười ở trên mặt mang thêm 10 phần tà khí, giống như là ma quỷ. Tới trước thì được, người lại muốn cướp. Dưới ánh sáng chiếu rọi của cả phòng, toàn kỳ chân dị bảo, yêu nghiệt khí chất như vậy, dường như là một sự đường hoàng, hoàn toàn không giống ôn nhuận nho nhã bình thường. Phong liên dực. Ta xem trọng thứ gì thì ai cũng không thể nào đoạt đi được. Hoàng Bắc Nguyệt một trận căm tức, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Người này biết rất nhiều bí mật của mình, lưu lại chính là tai họa. Phong liên dực ảm đạm cười, ánh mắt chớp động, lại liếc nàng một cái. Như vậy, tới đoạt đi. Nói xong thân hình chợt lóe, đã rất nhanh chạy ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hử lạnh một tiếng, không một chút do dự đuổi theo. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Trong nháy mắt, người đã tới trước ngoài mật thất. Trong thư phòng tối đen, dựa vào cảm giác nhạy bén, hai người rất nhanh đấu hai chiều. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy trên tay đau nhói, dù sao thì thân thể 12 tuổi này cũng quá yếu. Muốn đấu với một người khác, lực lượng này đúng là không đủ. Mà đối phương rõ ràng biết nhược điểm này, vậy cho nên sau mấy chiều, hắn có một chút chiếm thế thượng phong. Thần thủ của hắn tuyệt đối tương xứng với nàng, nhưng mà nếu như nàng chân chính, vậy thì chưa chắc sẽ làm cho hắn chiếm được ưu thế. Hoàng Bắc Nguyệt âm trầm mà đem người ghi hận, quần tử báo thù 10 năm không muộn, trừ khi mà cánh chim của nàng đầy đặn sẽ khiến cho hắn không được dễ chịu. Chân của Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng đá vào thắt lưng của hắn, lại bị lực lượng vững vàng của hắn khiến cho đẩy lùi vài bước, mà tay hắn cũng đột nhiên nắm lấy vai của nàng, xoay người một cái nhảy tới sáu phía lưng của nàng. Tuổi nhỏ như vậy mà là còn muốn thắng ta, hay là chờ lớn hơn một chút nữa đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Cửu hoàng tử Bắc Diệu Quốc thực sự đúng là thâm tàng bất lộ, mặt nạ mang nhiều như vậy đúng là phải lo nó bị rách chứ. Cũng vậy. Ánh mắt Phong Liên Dực lộ ra một chút giả hoạt. Tiểu nha đầu này thực sự làm cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Loại thân thủ như vậy ở trong Nam Dược Quốc tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ là lực lượng khiếm khuyết đôi chút, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu như không phải như vậy, hắn thực sự nghĩ hôm nay có thể thua bởi tay nàng. Đột nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang chợt lóe, khóe miệng có một chút nhếch lên, trong giây lát ngẩng đầu, khuỷu tay lại hướng về phía trước đỉnh đầu. Phong Liên Dực cả người kinh nghiêng, nghiêng đầu tránh, nhưng mà tay kia của Hoàng Bắc Nguyệt đã nhanh chóng đưa lại đây, tặng hắn một chưởng nặng nề trước ngực. Hắn đồng dạng phản ứng rất nhanh chóng, thân hình lùi rất nhanh, không để cho nàng đánh trúng. Nhưng mà kế tiếp, nàng thi triển ra một loạt động tác cận chiến tàn nhẫn. Động tác rất nhanh và chuẩn, những chiêu thức chưa bao giờ thấy qua. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã đánh cho hắn trở tay không kịp. Phong Liên Dực cuống quyết lùi về phía sau, vừa lùi vừa động thủ, đồng thời ở trong lòng không tránh được sợ hãi than thở. Rất lợi hại, so với mấy động tác vừa rồi, tốc độ càng ngày càng nhanh một phần. Lại còn không câu nệ ở trong lực lượng, chỉ dùng đấu pháp rất nhanh đã làm cho hắn không thể nào phản kích. Giao đồ ra đây. Cuối cùng, một trọng quyền hung hăng nện lên trên vai hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại trở tay thành nắm giấy, giống như là vừa rồi hắn nắm bà vai của nàng, nhảy lên phía sau hắn. Trên tay kia có một thanh chủy thủ để lại gần thắt lưng của hắn. So với ai khác tàn nhẫn, người nào qua được nàng với sự tàn nhẫn chứ? So với ai khác nhanh, cũng không có ai có thể so với nàng nhanh hơn. Cho dù là đối mặt với địch nhân lợi hại, nàng cũng có thể để cho chính mình tồn tại. Đó chính là chỗ đáng sợ nhất của trung cực vũ khí. Phong Liên Dực nâng tay, lại khẽ thở dài. Rất tốt. Ít nói nhảm đi. Được, người đã thắng. Như vậy cho người đi. Phong Liên Dực bất đắc dĩ cười cười, ý niệm vừa động, từ trong không gian riêng lấy ra một hộp gấm ném về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, rồi mở ra nhìn. Bên trong nào phải là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, chỉ là một hạt châu hoàn toàn, tỏa ra tử quang to bằng nắm tay. Dám gạt ta! Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ. Phong Liên Dực đã nhẹ nhàng né tránh qua chủy thủ của nàng, rồi cười nói. Đưa ngươi một phần lễ vật gặp mặt mà thôi. Vừa nói, hắn đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ thư phòng. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhíu lại. Dám đùa nàng sao? Nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn sống tốt. Người tới mau, có kẻ trộm. Nàng kêu to lên. Phong Liên Dực mới ra khỏi thư phòng ngẩn ra, rồi lập tức cười khổ. Nhà đầu này, đúng thật là.
Hoàng Bắc Nguyệt ở đó hồ lên, lập tức kinh động đến thủ vệ ở trong phủ An Quốc Công. Một cao thủ canh giữ gần đó vội vã chạy tới, vừa đúng lúc cùng với Phong Liên Dực đối mặt. Ánh mắt hắn trầm xuống, sát khí chợt lóe lên. Cao thủ kia tấn công về phía này, chỉ kịp đấu với hắn một chiều đã bị giết rất nhanh chóng. Sau đó thân ảnh hắn chợt lóe, liền biến mất ở trong bóng đêm. Hoàng Bắc Nguyệt vừa chạy đến cửa sổ nhìn thấy, ở trong lòng kinh hãi. Nếu như vừa rồi cùng với nàng đấu mà hắn dùng thủ đoạn ác liệt như vậy, thì nàng cũng không thể nào chiếm được thế thượng phong. Thủ vệ ngoài thư phòng nhanh chóng tụ hợp ở đây. Trong phủ An Quốc Công, đèn đuốc đột nhiên lại được thắp hết lên. Tất cả mọi người chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra ngọc bội của Tiêu Trọng Kỳ, tùy tiện quăng ở trên mặt đất, rồi lại nhảy ra khỏi cửa giống như là quỷ mị rời đi. Sao lại thế này? Phòng bên kia, An Quốc Công khoác áo da trồn đen, thân hình lại càng có vẻ mập mạp, được hộ vệ dìu đỡ vội vã chạy tới. Nhìn thấy cửa thư phòng đã được mở ra, trong lòng giật mình, lập tức hắn bước nhanh vào bên trong thư phòng. Thị vệ đã thắp đèn, thấy cửa mật thất đã được mở to ra, An Quốc Công lại kinh hô lên một tiếng, vọt ngay vào bên trong mật thất. Cơ quan ở trong thông đạo đều có dấu hiệu bị động qua, nhưng mà cũng không có dấu hiệu có người bị thương. Trong lòng An Quốc Công đại loạn, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, thân thể mập mạp của hắn run rẩy. Trong phòng bảo tàng này nhìn thấy đá bạch ngọc đã bị đưa lên, phía trên giống tuếch. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh của ta! An Quốc Công kêu thảm một tiếng, trước mắt tối sầm, thân thể mập mạp ngã lùi về phía sau. Phụ thân! Tiết Triệt chạy theo phía sau, vội vã tiến lên đỡ, nhưng mà hình thể An Quốc Công thực sự quá lớn, thân thể mập mạp khiến cho ngay cả Tiết Triệt cũng bị áp đảo. Phụ tử hai người đều ngã trên mặt đất hướng lên trời, chật vật không chịu được. Thị vệ vội vã chạy tới nâng bọn họ dậy. Nhanh lên, mau đuổi theo kẻ trộm. Tiết Triệt đang ngã sấp xuống nhưng mà vẫn còn thanh tỉnh, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Đã đuổi theo rồi. Tiền quản gia nói. Đại thiếu gia, có phải nên kiểm kê những thứ còn lại hay không? Đúng rồi, mau chóng kiểm kê. Tay Tiết Triệt thủ dậy. Hắn lại cũng nhìn thấy ở trên đá bạch ngọc trống không. Tổ truyền cho bảo nhà hắn. Thứ làm cho thanh danh phủ An Quốc Công được tăng lên. Danh chấn đại lục Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đã bị đánh cắp rồi. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chấn thủ chi bảo bị trộm. Vậy sau này phủ An Quốc Công cũng không thể nào kiếm được cái gì bảo khí giống như là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đó để chấn trụ các gia tộc trên đại lục nữa. Tiền quản gia lập tức đi kiểm kê bảo vật. An Quốc Công rên rỉ tỉnh lại, môi lại run rẩy. Triệt Nhi, mau đi xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đó lại có còn hay không? Vậy mà Tiết Triệt lại thống khổ vặn vẹo. Vì xác nhận cho nên đứng dậy, đi tới trước đá bạch ngọc nhìn một lần. Phía trên đài cái gì cũng không có, ngọc bàn ở trong đó cũng trống không, ngay cả nước nguyên bản vẫn là tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cũng bởi vì mất đi bảo khí mà biến thành giống như nước thường. Nguyên khí cấm chế vẫn còn, nguyên khí màu lam nhàn nhạt nhẹ nhàng lưu động, nhưng mà Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh thì thực sự lại không có ở đó. Vẻ mặt của hắn buồn rười rượi, giống to lên rồi nắm chặt tay, hùng hăng đạp ở trên đá bạch ngọc. Đạo tặc chết tiệt, đúng là đáng chết. Đôi mắt của An Quốc Công khẽ đảo, thân thể mập mạp vẫn không thể đứng dậy được, ngồi ở dưới đất giống như là một ngọn núi thịt không ngừng kêu lên. Bắt được kẻ trộm kia, lão phu nhất định phải chém hắn thành tám mảnh mới được. Lão già ơi, Tị Thủy Châu cũng không có thấy đâu cả. Tiền quản gia vội vội vã vã lại đầy nói. Người nói gì? An Quốc Công giống lên một tiếng. Hai mắt nhắm lại muốn ngất xỉu lần nữa, lại nắm chặt tay hùng hằng nện xuống mặt đất. Ác tặc! Tiết Triệt lại phẫn hận nói. Hãy để cho ta tự mình đuổi theo. Vừa nói vừa bước ra ngoài, cùng với một thị vệ vội vã chạy vào trong bẩm báo, đụng phải hắn. Tiết Triệt giống to. Không mở to con mắt mà, nhìn đi hả? Thị vệ lại sợ hãi lập tức quỳ xuống dập đầu. Đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng. Tiểu nhân đã phát hiện ra được thứ này ở bên ngoài, có thể là của đạo tặc làm rớt. Người nói sao? An Quốc Công lại lăn ở trên mặt đất một vòng rồi mới đứng dậy được, hai chân ngắn tùn tùn, thấy mà tức cười. Tiết Triệt cũng vội vã nói. Mau lấy ra. Thị vệ bị một phen hù dọa như vậy, lập tức dùng hai tay đang run rẩy trình lên một đồ vật đã nhặt được. Đó là một khối ngọc bội phỉ thúy, toàn thân cao quý màu xanh lục giống như là của đế vương, thủy sắc trong suốt, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm.
hai mắt Tiết Triệt nhìn khối ngọc, lại đột nhiên kêu to. Ta nhận ra thứ này. An Quốc Công lại nhìn về phía hắn, Tiết Triệt mặt mày dữ tợn. Khốn nạn, đích thực là Tiêu Trọng Kỳ. Lão tử đã không có chọc giận ngươi, ngươi lại dám chọc giận đến đầu lão tử sao? Tiêu Trọng Kỳ. An Quốc Công biến sắc, lập tức tức giận tuôn ra. Người của Tiêu gia đúng là thật tốt. Tiết Triệt lại nói. Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không có nhận nhầm đâu. Ngọc bội này là của tiểu tử Tiêu Trọng Kỳ kia, mỗi ngày đều đeo ở bên người không thể nào rời đi. Người khác căn bản là lấy không được. Hai mắt An Quốc Công nhíu lại, hiện lên một ánh sáng tàn nhẫn. Được rồi, vật chứng ở đây, ta sẽ xem hắn chối cãi như thế nào. Người của Tiêu gia nếu như không đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh của lão phu trở về, ngay cả lão thất phu Tiêu Khải Nguyên, lão phu cũng muốn diệt đi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra từ phủ An Quốc Công, nghe thanh âm ồn ào bên trong, ở trong lòng cười lạnh. Yểm lại lặng lẽ nói. Mới vừa rồi, nếu như người khiến cho Băng Linh Huyễn Điều xuất hiện, thì Phong Liên Dực sao có thể là đối thủ của người? Khẳng định Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đó đã sớm tới tay rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chảy môi nói. Để cho băng xuất hiện, kế hoạch giá hoa cho Tiêu Trọng Kỳ không thể nào áp dụng được. Ta thực sự không muốn để cho người của Tiêu gia sống an ổn đâu. Yểm đối với lý luận của nàng lại chẳng thèm ngó tới. Hắn lại cảm thấy lấy được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh so với cái gì cũng sẽ quan trọng hơn. Về phần người của Tiêu gia, một đám không quan trọng, giết luôn cho nhanh. Huống hồ, ta có chịu hồi thú, Phong Liên Dực chẳng lẽ lại không có sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng nói. Nàng cảm giác được hắn không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trong phủ trưởng công chúa, đã có một loại cảm giác như vậy rồi. Hôm nay ở trong phủ An Quốc Công lại không hề nhường nhịn, nàng lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng của mình. Trước mặt người khác, Phong Liên Dực này cũng giống như nàng, đều mang rất nhiều mặt nạ. Yểm chậm rãi nói. Vậy ngươi dự định bỏ qua Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười. Đồ vật trên tay hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ cướp về thôi. Từ trong không gian riêng, nàng lấy ra một hạt châu tử quang bao quanh, nhìn kỹ một chút, lại hỏi. Yểm, người kiến thức rộng rãi, có biết đây là vật gì không? Mặc dù Yểm bị phong ấn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, nhưng mà đối với mọi việc bên ngoài, nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ là Tị Thủy Châu. Yểm lại dừng một chút. Không sai, đúng là Tự Thủy Châu. Thất chi không Đông Ngung, thu chi Tàng Du, không có Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, Tị Thủy Châu này cũng là thiên địa chí bảo. Tị Thủy Châu? Nếu có khối Tị Thủy Châu này xuống đáy biển sâu vạn trượng, không phải là việc khó. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cười rộ. Đáy biển sâu vạn áp lực, nước rất là lớn. Người mà đi xuống sẽ bị đè thành mảnh nhỏ đó. Người đây là không biết. Mặc dù Tị Thủy Châu không phải là vũ khí, nhưng mà nước cứ gặp phải nó là phải tránh xa. Đi lại ở trong biển giống như giống trên đất bằng. Thần kỳ như vậy sao? Vậy khi nào rảnh rỗi ta sẽ thử một lần. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua hạt châu đó, rồi thu hồi tới, lặng lẽ quay về Lưu Vân Các. Đổi lại quần áo đi ra, Đồng Lăng liền vội vã quỳnh quáng chạy tới nói. Tiểu thư, không tốt rồi, người phụ An Quốc Công vây quanh phủ của chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh uống trà, nghe vậy gật đầu. Hành động rất nhanh. Đông Lăng nhìn thấy nàng, thản nhiên và tự đắc, giống như là mọi việc đều nắm ở trong tay, lại không khỏi tò mò. Tiểu thư, sao lại thế này? Hoàng Bắc Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay để cho Đông Lăng tới gần, đem việc giá họa cho Tiêu Trọng Kỳ nói ra một lần. Đông Lăng nghe xong thì lại kinh hồ một tiếng, rồi lại cười rộ. Tiểu thư, người thực sự là xấu xa. Ta đây gọi là họa thủy đồng dẫn. Ta giết chết Tiết Mộng, Tiêu Trọng Kỳ trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu. Vậy người đoán xem, lão thất phụ An Quốc Công kia sẽ coi Tiết Mộng quan trọng hơn, hay là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu này quan trọng hơn? Đồng Lăng lại gãi gãi tóc gáy. Máu mủ tình thâm, tốt xấu gì thì cũng là cho con thân tính. Ai... Hoàng Bắc Nguyệt lại gõ đầu Đông Lăng một chút. Cái gì mà cha con thân tình? Ở đại gia tộc
không có cha con thân tình, chỉ có ích lợi là cao nhất. Nhìn Tiêu Viễn Trình thì sẽ biết. Đông Đăng thần sắc có một chút buồn bã, lại vỗ vỗ tay của nàng nói. Tiểu thư, lão gia như vậy, người không cần phải đau lòng. Đau lòng sao? Nàng đối với Tiêu Viễn Trình chẳng có từng cha con gì hết. Trong lòng của nàng cũng chưa từng có thừa nhận Tiêu Viễn Trình là phụ thân. Chẳng qua Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc là huyết mạch của hắn. Sự thật này nàng không xóa đi được. Đông Lăng tính tình thiện lương, không giống với nàng đã trải qua rất nhiều. Cả người cũng đã trở nên lạnh lẽo cổ quạnh. Thanh âm cãi nhau bên ngoài càng lúc càng lớn. Bên trong đêm khuya yên tĩnh hoàn toàn bị đảo loạn. Trong phủ trưởng công chúa đèn đuốc sáng trưng, các di nương thiếu gia tiểu thư đều bị bừng tỉnh. Lúc này đều bị sát khí đằng đằng bên ngoài hù dọa ngây người, đều trốn ở trong phòng không dám ra. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Đông Lăng đi tới tiền viện, người trông cửa của Tiêu gia cùng với người của phủ An Quốc công đang đối kháng. Hai bên dừng cùng bạt kiếm, chỉ cần nói ra một lời không hợp, lập tức sẽ tử thương vô số. Tiểu Viễn Trình quần áo cũng không kịp mặc, đứng ở cửa cùng với An Quốc công cũng không ăn mặc chỉnh tề, chỉ khoác áo da trồn đen, mắt to trừng mắt nhỏ. Tiết Trì đang ầm ĩ hô. Tiêu Trọng Kỳ đâu? Để cho hắn lăn ra đây. Tiết Trì thay ngâm hồ hào mạnh mẽ. Hơn nữa, con hồng chu rất lớn được hắn thả ra, uy phong lấm lấm đứng ở trước cửa phủ trưởng công chúa. Tất cả mọi người bị khí thế của hồng chu làm cho e ngại. Tiêu Trọng Kỳ chỉ sợ đã nhận được tin tức gì rồi, vẫn không xuất hiện. Chỉ có Tiêu Vận vì không muốn thua khí thế so với người ta, lại đem Thiên Tuyết Miêu của nàng triệu hồi. Ngồi ở trong tiền viện, cùng với hồng chu một thân lửa đỏ nhìn nhau. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Ngực Thiên Hạ.